Xin kính chào quý vị đang đến với kênh của A Hầu. Hôm nay là chợ phiên của Mì Vạt, thì em cái đưa A Hầu để ăn uống ở chợ phiên và cắt tóc. Hôm nay thì đang chợ phiên của Mì Vạt, thì em cái sẽ đưa A Hầu đi vào chợ. Không, hôm nay thì cắt tóc đẹp trai chứ nào. Thank you.
bây giờ thì em cái đã đưa A Hầu đi ăn phở xong, bây giờ chúng đi vào đây đưa A Hầu đi vào cắt tóc cho A Hầu tí. Chúng ta học. Em cái vừa đưa A Hầu đi ăn phở sáng rồi về, vừa đi đưa đi cắt tóc về. Bây giờ thì em cái cũng khá muộn rồi, em cái sẽ đưa A Hầu đi về. Và bây giờ thì em cái xin chào hẹn gặp quý vị khán giả vào cái video tiếp theo ạ.